Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 là sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tổ chức. Điểm nhấn của lễ hội là đêm khai mạc với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội diễn ra vào tối ngày 27 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu. Tại đây, không gian sân khấu khai mạc được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử nối dài từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Hòa vào không gian ấy, nhiều hoạt cảnh, bài múa, đồng diễn sẽ tái hiện lại đời sống người Hà Nội và dân tộc qua các thời kỳ. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như đêm nhạc nghệ thuật Sắc màu Hà Nội diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 28 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, không gian triển lãm, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, không gian triển lãm và trưng bày áo dài, không gian thông tin, quảng bá, giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch, con đường áo dài cộng đồng, rào bước Hồ Gươm, biểu diễn nghệ thuật và đồng diễn, diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, diễu hành bách hoa bộ hành, tọa đàm định hướng và phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch, chương trình nghệ thuật âm nhạc, nhịp phố cùng các hoạt động bên lề khác. Đặc biệt, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 bố trí hơn 60 gian hàng được thiết kế gắn với những nét thân thuộc của phố phường Hà Nội, được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thạch, nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam.